Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kiếm Hiệp Vâng thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay Kênh Chuyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Giang hồ loạn nha môn của tác giả Ngoạn Long Sinh Phần thứ 8, hồi thứ 28, Thánh Cung Thấm Lệ Tình Nhìn ngọn bạch lạp với ngọn bức dập dần, quân hải suy nghĩ lung tung trong tận cùng sâu thẳm của chàng là một nỗi nôn nao pha trộn sự bồi hồi đắn đo. Quân Hải nhớ lại những gì đã xảy ra tại nhà mồ Hàng Châu. Chàng thương cảm với Ngọc Dung. Nàng đã vì chàng và hiện tại nàng đang cần chàng. Quân Hải nghĩ thầm. Hiền thê dù ta có tan xương nát thịt cũng không để cho nàng chịu sự đọa đầy của ác nhân. Dù ta có bị người đời nguyền rủa cũng cam chịu nhưng ta không đành để mặc nàng với nỗi thống khổ do lòng tham không đáy của con người. Buông một tiếng thở dài chàng buột miệng nói. Ngọc Dung. Quân Hải mơ hồ tưởng tượng thấy Ngọc Dung đang ngồi trước mặt mình. Sự tưởng tượng đó cứ kéo chàng đi cho đến khi vẻ thanh tao của Ngọc Dung thoạt hóa thành một con người tàn phế bởi độc trùng. Quân Hải rùng mình vì nghĩ đến cảnh Ngọc Dung quằn quại bởi cái đau tàn phá của bầy độc trùng gớm ghiếc. Chàng lắc đầu xua đi những hình ảnh gan dở đó ra khỏi sự suy tưởng mông lung của mình. Toàn thân chàng chợt toát đẫm mồ hôi bởi những hình ảnh vừa xuất hiện trong tư duy. Bất giác tay chàng đặt vào báu vật lục ngọc Phật. Có tiếng truyền âm nhập mặt lọt đến tai quân hải. Thỉnh ngự tiền thị vệ đến thánh cung. Quân hải cho mày nhìn ngọn bạch lạp buột miệng nói. Các người đã đến rồi ư. Chàng vừa nói vừa chít lại chiếc túi da dê rồi đứng lên thả bước ra ngoài ngôi cổ miếu đứng đợi quân hải là tứ sắc tiên tử và tiểu linh linh với vẻ mặt hồn nhiên nhưng chẳng hề biết chuyện gì linh linh bước đến trước mặt quân hải thánh mẫu sai chúng ta đến đón ngự tiền thị vệ tiêu các hạ quân hải nhìn linh linh rồi quay sang tứ sắc tiên tử chàng lạnh nhạt nói các người có cần thấy báu vật lục ngọc phật không linh linh nói thánh mẫu sai linh linh phải nhìn qua báu vật lục ngọc phật Quân hải nhìn nàng bằng ánh mắt sát nhân Chàng lấy báu vật lục ngọc Phật trong túi da dê đưa đến trước Hãy nhìn kỹ đi Trong màn đêm âm u Nhưng lục ngọc Phật vẫn tỏa hào qua ngũ sắc soi sáng trọn phạm vi bốn trượng vuông Linh linh gật đầu Đúng rồi đây là lục ngọc Phật Quân hải cho lục ngọc Phật vào túi da dê rồi nói Chúng ta đi được chứ Linh linh gật đầu Thầy ngự tiền thị vệ mọi người rời cổ miếu hoang hướng về vùng tuyệt địa thánh Cung. linh linh lướt bên cạnh quân hải thỉnh thoảng lại liếc trộm chẳng nàng có cảm tưởng đi bên cạnh mình là một xác chết đăng thi triển khinh công tuyệt kỹ chứ không phải là một con người với những cảm xúc vốn có của nó thánh cung tọa lạc trên một đỉnh thái sơn hùng vĩ với cảnh trí được chính tạo hóa nặn ra không một chỗ nào trong giang hồ có thể bị kịp đường vào thánh cung là một con đường trải sỏi hai bên với những tổng bách sừng sững đang gieo với gió đùa với khoảng không nhưng nếu quan sát kỹ chúng như những ngọn giáo cao ngút muốn đâm thủng cả bầu trời phía trên phía bên kia ngọn thái sơn đã giáp với biển cả mênh mông lúc về đêm tiếng sóng biển vỗ vào vách đá tạo ra những âm thanh hoành tráng thứ âm thanh mà nếu kẻ không có dũng tâm đậm lờ khó mà giữ được tĩnh tâm Quân Hải và Tứ Sắc Tiên Tử cùng Linh Linh đặt chân đến độc đảo thì đã có mời ả à cung nữ cầm đèn đón sẵn. Linh Linh nói. Linh Linh chỉ đưa ngựa tiền thị vệ tới đây thôi. Quân Hải không đáp lời nàng. Linh Linh bất nhẫn nói. Sao ngựa tiền thị vệ lạnh lùng quá vậy? Tài hạ tự nhận biết nơi mình phải đến. Chàng quay lại nói với mười ả à cung nữ. Mời các cô nương dẫn lộ. Linh Linh hờ nhạt một tiếng trước thái độ của quân hải nàng rủa thầm. Ngươi tưởng ngự tiền thị vệ là lớn lắm đó à Theo chân mời nàng công nữ Theo con đường độc đạo dẫn lên đỉnh Thái Sơn Suốt cả quãng đường đó Quân Hải không cảm nhận Đây là trốn tuyệt địa của vo Lâm Mà ngược lại nó đúng là trốn Thanh Lam thắng cảnh thì đúng hơn Cuối cùng rồi Quân Hải cũng đến được Tòa Thánh Công trên đỉnh Thái Sơn Thánh Công là một tòa lầu đồ sọ Kiến tạo bằng đá hoa cương trắng về đêm nó trông như một tòa bạch lầu nguy nga trắng lệ phô mình dưới cảnh hùng vĩ của tạo hóa quanh thánh cung được treo những ngọn đèn lồng hát ra thứ ánh sáng mập mờ tô điểm cho thánh cung thêm phần huyền ảo trước cửa chính vào thánh cung là một khoảng sân rộng trên hai mươi trượng trên khoảng sân đó có chín cây cột mỗi cây cột là hình thể một con dao long với tư thế uy nghi biểu tượng một uy lực linh thiêng của con vật đứng đầu tứ linh Quân Hải theo chân mời nàng cung nữ bước thẳng đến cửa chính dẫn vào gian đại sảnh. Trong đại sảnh cũng khắc rất nhiều những hình thể giao long chẳng khác trốn cấm cung của thiên tử. Dương Thể Hà uy nghi ngồi trên một chiếc ngai đặt giữa chính diện. Cạnh bên nàng còn có một chiếc ngai bỏ trống mà Quân Hải có thể đoán được. Chiếc ngai sơn son thiếp vàng kia để dành riêng cho tứ vương gia Lý Thái Sư. Tứ sắc thiên tử không biết đi đường nào mà đã đứng hầu ngay phía sau Thể Hà mời ả à, công nữ đưa quân hải vào gian đại sảnh rồi cũng xếp thành hai hàng đứng hầu bên thánh mẫu nương nương dương thể hà dương thể hà nhìn quân hải bổ nương nói câu này chắc có lẽ thừa tại hạ đã bước vào đây thì chẳng có câu nào là thừa được vậy ngự tiền thị vệ có đem theo lục ngọc phật không có quân hải vỗ tay vào túi da dê dương thể hà mỉm cười lần đầu tiên tiêu thị vệ đến thánh cung bổn nương phải buổi tiếp bổn nương còn danh ngửa dậu để dành nửa trầu rượu để khoản đánh ngự tiền thị vệ quân hải lạnh nhạt nói rượu của thánh mẫu không lạt chứ tất nhiên không lạt rồi bởi ngự tiền thị vệ đến thánh cung trước khi rượu lạt thái độ vào giọng nói của ngự tiền thị vệ khiến bổn nương có cảm tưởng người không được hứng thú lắm không sai tại hạ đến không phải trong tư thế được mời mà bị mời nhưng bổn nương và ngự tiền thị vệ vẫn còn nửa bầu rượu nữa chưa cạn nửa bầu rượu của dương phu nhân buổi tiếp tại hạ là rượu tình hay rượu độc dương thể hà cười khải rồi nói ta nào dám xem thường ngự tiền thị vệ mà bồi tiếp rượu độc không phải là rượu độc thì tất là rượu tình quân hải nhìn thẳng vào mặt dương thể hà trắng lắc đầu nói rượu tình của phu nhân còn nguy hiểm gấp vạn lần rượu độc Câu nói của quân hải khiến mặt hoa của Dương Thể Hà xa sầm lại. Nàng cố giữ bình tâm cất giọng thật nhu mỉ. Sao ngự tiền thị vệ lại nói ra câu đó chứ? Chẳng lẽ trong mắt của tiêu thị vệ bổn nương đáng ghét lắm ư? Hay ngự tiền thị vệ nghĩ bổn nương đang làm hại châu Ngọc Dung nương tử? Thánh mẫu phu nhân có lẽ chưa hại Ngọc Dung đâu, nhưng đã hại chết một người nặng tình với phu nhân. Thể hà lắc đầu, bổn nương chưa làm gì hại ai cả. Thế thì tử diện Diêm La chết vì ai chứ? Thầy Hà sửng xuất nói. Tử diện Diêm La chết rồi ư? Phu nhân không biết à? Thầy Hà cau mày Ngự tiền thị vệ nghĩ bổn nương ra tay hạ thủ tử diện Diêm La. Chính phu nhân. Chàng thuật lại tất cả những sự biến xảy ra tại nhà mò qua lời kể của Trình Trình. Dương Thầy Hà nghe quân hải kể mà ngỡ như chàng đã chứng kiến tường tận từ đầu đến cuối những thủ đoạn của nàng đối với người tình năm xưa là tử diện Diêm La. Cả xong quân hải nhún vai nói Nữ nhân nào mà chẳng muốn làm bậc mẫu nghi thiên hạ Nhất là những giai nhân như Dương Phu Nhân Dương Thể Hà biến sắc xa sầm mặt Ngự tiền thị vệ biết đang ở đâu không Tuyệt địa thánh công Đã là tuyệt địa thánh công Thì người thừa biết chẳng có đường trở ra cho người chứ Tài hạ vào tuyệt địa thánh công Để tìm nương tử châu Ngọc Dung Thể Hà mỉm cười nói ngự tiền thị vệ cũng có cái tâm như tử diện diêm la tài hạ không phủ nhận nhưng tài hạ tin tưởng trong nương tử không có cái tâm tối độc như phu nhân lời còn đọng trên miệng quân hải thì thể hà rít lên the thé im đi bổn nương không muốn nghe những lời của ngươi nữa thể hà thở hắt ra một tiếng như muốn chút bỏ sự phẫn nộ đang dâng trào trong tâm tưởng sau tiếng thở hắt ra đó thể hà mới lấy lại sự ôn nhu ban đầu Ngộ tiền thị vệ không bồi ẩm với bổn nương thì thôi Cớ gì lại cay đắng với ta chứ Tại hạ chỉ nói ra sự thật Bây giờ thì tại hạ cũng chẳng còn gì để nói với phu nhân Trang đổi giọng thật lạnh lùng và nghiêm khắc Châu Ngọc Dung đâu Thể hà mỉm cười Cuối cùng rồi phải tự thừa nhận rằng chẳng một ai tránh khỏi lưới tỉnh Nàng nhìn lại tứ tiên Đưa Châu Ngọc Dung ra tứ sắc tiên tử gật đầu rồi quay bước trở vào trong một lúc sau cả bốn nàng hộ tống châu ngọc dung trở ra ngọc dung trông thật tiều tụy và thống khổ vừa gặp quân hải nàng đã thốt lên tướng công quân hải cũng không dằn được cảm xúc dâng ngập trong mình chàng buột miệng nói ngọc dung quân hải toan bước đến gần ngọc dung thì thể hà đã quát quân hải không có sự cho phép của bổ nương ngươi đến gần châu ngọc dung thì tự tay ngươi giết nàng đó Quân Hải bặm môi, mãi một lúc lâu sau chàng mới lấy lại được sự tỉnh tâm ban đầu khi đặt chân đến tuyệt địa thánh cung. Nhìn thể hà Quân Hải nói, phu nhân cần lục ngọc Phật, tại hạ cần ngọc dung, tại hạ sẽ đưa ngọc dung nương tử rời khỏi đây và phu nhân sẽ có được lục ngọc Phật. Đúng đó là ý của bổn nương. Ngọc Dung lắc đầu, tướng công đừng trao lục ngọc phật cho họ họ không giữ lời đâu huống chi trong thể hạ cao mày nạt ngang ngọc dung ngọc dung ai cho ngươi nói chứ ngọc dung nghiến răng cúi mặt nhìn xuống nàng bật khóc tướng công muội không muốn tướng công chết đâu huynh cũng không muốn thấy muội chết và bị thống khổ đọa đày như thế này quân hải nhìn lại thể hà phu nhân lục ngọc phật đang ở trong mình tại hạ hãy trao lục ngọc phật cho bổn nương Tài hạ trao Lục Ngọc Phật cho phu nhân, ngược lại phu nhân hứa để cho Quân Hải được đưa Ngọc Dung rời khỏi đây chứ. Thầy Hà mỉm cười rồi gật đầu, "Ta hứa." Quân Hải cởi chiếc túi da dê chìa đến trước, "Lục Ngọc Phật trong chiếc túi này." Hai hạ công nữ bước đến đón chiếc túi da dê mở ra lấy Lục Ngọc Phật. Ánh mắt Dương thầy Hà sáng ngời khi nhìn Lục Ngọc Phật bắn tỏa hào quang, Quân Hải nói, "Tại hạ đưa Ngọc Dung đi được rồi chứ?" Thầy Hà mỉm cười gật đầu hai ả à, công nữ đặt lục ngọc phật vào chiếc tráp mạ vàng rồi kính cẩn dâng lên thẻ hà trong khi đó quân hải cũng bước đến bên ngọc dung chàng tử tốn nói nương tử chúng ta đi ngọc dung nhìn quân hải ánh mắt đượm buồn vời vậy nàng khẽ lắc đầu muội không thể đi cùng với tướng công được đâu chúng ta đã mãi mãi chia cắt rồi đôi chân mày lưỡi kiếm của quân hải thoát nhũ lại huynh và muội đã làm một đôi hiền khang lệ sao lại bị chia cắt được chứ không một ai có thể chia cắt được tình yêu của chúng ta đâu mình mau rời khỏi đây ngọc dung lắc đầu muội không đi cùng với huynh được tại sao ngọc dung bặm môi quân hải toan thộp lấy tay nàng thì ngọc dung thối bộ về sau tránh cái thộp của chàng nàng khẩn khoản nói tướng công xin đừng chạm vào muội ngọc dung tại sao như vậy tướng công hãy quên ngọc dung đi không huynh muốn cùng muội ra đi ngọc dung lắc đầu rồi bật khóc thổn thức nàng bặm môi nhìn quân hải lệ thảm chảy ròng ròng nhuộm đẫm má quân hải cương nghị nói không một ai có thể cản được sự ra đi của ta và nương tử quân hải rít lên bất cứ ai cản chân ta và nương tử thì phải chết ta thể thịt xương ta có tan thành cát bụi cũng phải đưa muội đi nghe chẳng nói dương thể hà bớt sắc nhìn quân hải bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lạ lẫm một lần nữa quân hải lại toan nắm lấy hồ khẩu Ngọc Dung Nhưng Ngọc Dung lại tránh né chàng Nàng tiếp tục thối về sau hai bộ khẩn khoản văn này Tướng công đừng chạm vào Ngọc Dung Ngọc Dung ta đã trao lục Ngọc Phật cho họ Tại sao lại không thể đưa nàng rời khỏi đây chứ Tướng công đã trao báu vật lục Ngọc Phật cho Thánh Mẫu Dương Thể Hà Nhưng mọi đã biến thành độc nhân rồi Quân hải sững sờ nhìn Ngọc Dung Độc nhân Ngọc Dung bật khóc tướng công chúng ta mãi mãi chia lìa nhau rồi thiếp không thể chọn tình với tướng công được nữa quân hải quanh ngoắt lại dương thể hà dương phu nhân sao người có thể biến ngọc dung thành độc nhân tại sao lại không chứ nếu thì có đủ can đảm rời tuyệt đẹp thánh công thì cũng đủ can đảm chịu nỗi thống khổ đau đớn khi không có độc chồng các người tàn ác như vậy ư ừ, dương thể hà cười khẩy rồi nói từ trước đến nay có mấy ai vào tuyệt địa thánh công mà trở ra được đâu. Nhưng Thầy Hạ đã trao lục ngọc Phật cho phu nhân. Nên Ngọc Dung mới có một ngoại lệ duy nhất được rời khỏi đây. Được hưởng biệt nợ những tự nàng đã khước từ không đi với ngươi mà. Thầy Hạ khoan thai đứng lên. Ngọc Dung của ngươi không còn hữu dụng nữa thì phải trở thành độc nhân là lẽ bình thường. Quân Hải thở dốc từng cơn một các người quả là một lũ ác nhân Nếu Ngọc Trung có mệnh hệ nào Thì quân hải sẽ san bằng tòa thánh cung ma quỷ này Bản lĩnh của ngự tiền thị vệ Mà đòi san bằng tòa thánh cung của bổn nương sao Thể hạ vỗ tay một tiếng Ngay lập tức tứ sắc kiên tử đồng loạt xuất thủ Bốn người đều sử binh khí Bằng những tấm lụa xanh đỏ vàng tím Đồng loạt phóng ra tập kích tiêu quân hải Tứ sắc tiên tử dáng mảnh khảnh, trông như những nàng tiểu thư khuê các nhưng thủ pháp này cực kỳ ảo diệu phối hợp với bộ pháp di thân như nước chảy mây trôi. Sử dụng bốn mảnh lụa tấn công tiêu quân hải. Bốn mảnh lụa xanh đỏ vàng tím bắn xẹt ra tập kích vào bốn tử huyệt của chàng. Quân hải lắc vai điểm mũi giày thoát lên ba trận tránh chiêu công của tứ sắc tiên tử. Cả bốn mảnh lụa điểm thẳng xuống sàn gạch. Bốn mảnh lụa mềm mại đó công hột quân hải nện xuống sàn đại sảnh sau những âm thanh khô khốc sàn đại sảnh dạn nứt chứng tỏ lực kinh của tứ sắc tiên tử vô cùng cao siêu công hột đối phương tứ sắc tiên tử đồng loạt lắc tay bốn mảnh lụa uốn thành những vòng tròn theo những cái lắc tay của bốn nàng chúng như biến thành bốn con dao long xanh đỏ tím vàng lướt không khí nhào tới tiêu quân hải lướt trên không ba trượng quân hải khẽ xoay tròn đúng một vòng đồng thời sử ra một lúc bốn ngọn ám tiến hình ngôi sao đón đầu những mảnh lụa đang lướt tới tiếng lụa xé nghe buốt cả thính nhĩ sự biến chỉ diễn ra chưa đầy một cái chớp mắt bốn ngọn ám tiến hình ngôi sao đã cắt bốn mảnh lụa thành tám mảnh và đập thẳng tới hồ khẩu của tứ sắc tiên tử trước kỳ biến do quân hải tạo ra quả là ngoài sức tưởng tượng của tứ sắc tiên tử bốn người dù muốn hay không muốn cũng phải buông vũ khí là bốn tấm lụa để tránh những chiếc ám tiến thần kỳ của đối phương vừa buông những mảnh lụa tứ sắc tiên tử đồng loạt hét lớn một tiếng đỡ trưởng cùng với tiếng thét đó họ đồng loạt lách mình xếp thành một hàng dọc người này áp tay vào đại huyệt thiên linh cái của người kia để hỗ trợ truyền công lực cho nhau người đứng đầu hàng là thanh y tiên tử dựng ngọc thủ vỗ tới quân hải từ đôi ngọc thủ của thanh y tiên tử bốn đạo trồng khí với bốn sắc màu xanh đỏ vàng tím thoát ra chẳng khác nào bốn núi tẩm xét bổ tới đối phương Quân hải cao mày bởi sự phẫn nộ tột cùng do sự cháo trở của Dương Thể Hà. Giết một luồng chân nguyên chẳng cần dụng đến thuật di thân lưu thủy hành vân để tránh bốn đạo trưởng của tứ sắc tiên tử. Mà lại dụng đến thuật thiên cân trụy, gạch dưới chân chàng dặn nứt khi quân hải vận công chuyển hóa nguyên nguyên tống thẳng tới hai đạo tuyệt mạng chỉ, đỡ thẳng trưởng ảnh của tứ sắc tiên tử. ầm ầm cả gian đại sảnh đường như rung lên bởi sự chấn động mãnh liệt khi chỉ và trưởng chạm thẳng vào nhau mặc dù đã hỗ trợ truyền công nhưng tứ sắc tiên tử phải thối lui ba bộ sắc diện biến đổi tái nhật riêng thanh y tiên tử ngỡ như bản thủ của mình vừa bị hai mũi rồi nóng hổi khoan thủng buốt nói đến tận óc giờ thì không sao cầm nổi một sợi tơ chứ đừng nói đến xuất thủ công kích đối phương tiếp tục phía bên kia mặc dù không thối bộ nhưng hai chân quân hải cũng lún xuống sàn gạch đến mắt cá điều đó chứng tỏ chàng cũng đã phải vận dụng đến tất cả công lực để đỡ thẳng hai đạo khí trưởng bốn màu của tứ sắc tiên tử thấy cục diện đó dương thể hà phải rúng động toàn thân bởi nhận ra quân hải có một công lực phi thường ngoài sự suy đoán của nàng thể hà buột miệng nói nếu không chứng kiến tận mắt thì ta quả không tin được có thể tận mắt thể hà mới biết vì sao tứ vương gia lại coi trọng ngự tiền thị vệ võ công của ngự tiền thị vệ khiến cho tứ vương gia phải nể mặt quân hải dẫn đến một bộ lạnh nhạt nói tại hạ không cần những lời khen của phu nhân mà cần đưa châu ngọc dung đi ngọc dung đâu có muốn đi cùng với ngự tiền thị vệ thể hà vừa rất lời thì từ sau hậu sảnh lý thái sư trong bộ y trang tử vong thần cùng với thiết y quân tỉnh bắc cước đông vũ nam quyền thạch bảo long tu la hồng diện mạc nhược khổng thần hoàng chân tử vạn lộc bá tánh mỹ tử vương chí nghị và thiên sơn tứ quái lã côn lã cân lâm hành và nhạc bất tử bước ra lý thái sư nhìn quân hải nói thể hà nói đúng đó ngọc dung giờ đã biến thành độc nhân đâu thể đi cùng với ngự tiền thị vệ được quân hải đối mặt với lý thái sư lý Vân gia đã có lục ngọc phật và ngọc tỷ thiên cang còn gì phải biến ngọc dung thành độc nhân chứ bổn vương còn một điều khác chưa thỏa mãn nếu như ngự tiền thị vệ giúp bổn vương quân hải cướp lời lý thái sư quân hải đối với vương gia không còn là ngự tiền thị vệ và vương gia cũng đừng hy vọng gì vào quân hải lý thái sư cau mày kêu quân hải không nghĩ đến châu ngọc dung à câu hỏi của lý thái sư khiến quân hải sững sờ nhìn lão chàng từ tốn nói ý vương gia muốn gì lý thái sư mỉm cười tiêu quân hải dám chặn đường đoạt lục ngọc phật từ tay huệ viễn đại sư lại nhẫn tâm xuống tay sát thủ một lão tăng đáng kính trọng của võ lâm trung nguyên vì muốn cứu nương tử châu ngọc dung vô danh khách sẽ không tha cho tiêu quân hải đâu sao tại hạ chỉ đoạt lục ngọc phật chứ đâu thể xuống tay với huệ viễn đại sư tất nhiên điều đó chỉ có bổn vương biết nhưng thiên hạ thì sao tin vào lời tiêu quân hải được một khi chính người đã đoạt lục ngọc phật của huệ viễn đại sư lý thái sư chắp tay sau lưng bước đến tới mặt quân hải tiêu quân hải ngươi chỉ có một con đường duy nhất là hợp tác cùng bổn vương mưu cầu đại sự một khi đại sự thành ngươi sẽ có tất cả lý thái sư mỉm cười còn nếu như ngự tiền thị vệ không muốn hợp tác với bổn vương thì cả trung nguyên này chẳng có đất cho tiêu quân hải đứng đâu thậm chí ngay cả lúc này tiêu quân hải cũng khó mà rời khỏi tuyệt địa thánh cung dù cho vô công của người cao siêu như thế nào Quân Hải nhìn Ngọc Dung Ngọc Dung nhìn chàng khẽ lắc đầu Nàng bất ngờ hết lớn Tướng công đừng vì muội mà cúi đầu quy phục Chính lý vương gia đã giết chết phổ thân muội Trong muội chỉ có hận thù đối với tứ vương gia mà thôi Thái sư quanh ngoắt lại Ngọc Dung Ngọc Dung nàng không sợ bị đau đớn ư Ngọc Dung nhìn thẳng vào mặt Lý Thái Sư Ngọc Dung chết cũng được Đau đớn thế nào cũng được nhưng nhất định không quên mối thù mà vương gia đã hại chết thân phụ đâu. Lý Thái Sư hờ nhạt một tiếng. Bổn vương không cho nàng chết mà chỉ muốn khuất phục nàng thôi. Ngọc Dung không bao giờ cúi đầu quy phục kẻ đại gian đại ác như lão. Những lời của Ngọc Dung khiến cho Lý Vương Gia giận đến biến sắc. Lão toan bước đến nàng thì quân hải đã lắc vai thi triển thuật dị thân biến tướng lướt đến đứng chắn trước mặt Ngọc Dung. Chàng trừng mắt nhìn Lý Thái Sư vương gia muốn gì lý thế sư thoạt cau mày rồi mỉm cười tình phu thế của hai người khiến bổn vương cảm động lão tử tốn nói tiếp nếu như quân hải thành tâm thành ý về với bổn vương bổn vương hứa sẽ giúp cho nương tử của ngươi thoát khỏi thân phận làm độc nhân để hai người chọn tình chọn nghĩa với nhau đến đầu bạc giang long lão vừa nói xong câu đó thì ngọc dung đã rít lên lão chỉ vì lão mà thôi tướng công hay vì bá tánh trăm họ ngọc dung có như thế nào cũng mặc quân hải lắc đầu nương tử ngọc dung cướp lời chẳng hãy nghe muội nói đây nàng ghé miệng vào tai quân hải nhỏ giọng nói canh thìn canh thìn tướng công hãy nhớ lấy đúng canh thìn quân hải không hiểu ngọc dung định nói gì khi quay lại toan hỏi thì nhận ra hai cánh môi nhợt nhạt của nàng đã mím lại còn hai bên miếp máu tươi đã dịn ra ngọc dung mỉm cười quân hải hét lên toan ôm lấy nàng ngọc dung ngọc dung nhanh chóng thối bộ rồi lao thẳng về phía dương thể hà nàng chủ động ra hai tay để chộp lấy dương thể hà ý đồ của nàng là để độc trong người mình truyền qua thánh mẫu nhưng thể hà đâu dễ để cho ngọc dung thực hiện được ý định ngọc dung còn cách ba bộ thì thể hà đã vung ngọc thủ nện thẳng tới ngọc dung một đạo khí kình với tám thành công lực Um. hứng chọn đạo trưởng kinh do chính tay thánh mỗ phát tắc thân pháp ngọc dung bị bứng lên khỏi mặt đất và quẳng ra cửa đại điện như một chiếc lá bị cuốn bởi cơn lốc dữ quân hải thấy cảnh tượng thê lương đó gào lên ngọc dung hồi thứ hai mươi chín hận tình lụy thân lúc này không còn một ngôn từ nào có thể diễn đạt được sự căm phẫn đang trào dâng trong tâm tưởng của tiêu quân hải sự phẫn nộ và đau thương đó hóa thành hai giọt huyết nạ diện ra khóe mắt chẳng còn con hải thì có cảm tưởng như trái tim mình đang bị cắt ra bởi những lưỡi đau vô tình chàng ôm lấy vùng ngực trái rú lên lỏng lộng vừa cắt tiếng rú đầy sát khí uất hận đó quân hải nhìn dương Thầy hà bằng ánh mắt đỏ ngầu lưng lững tiến tới Thầy hà chạm phải đôi tinh nhắn đỏ hoe ngập tràn huyết hận của quân hải mà toàn thân nổi đầy gai ốc cùng với cảm giác xương sống có luồng hàn khí chạy dọc khiến lòng dạ buồn trộn nam quyền thạch bảo long lặng bộ chặn trước mặt quân hải nhanh miệng hết quân hải ngươi không được làm cản mặc cho nam quyền nói quân hải vẫn không dừng bước những bước chân của quân hải đều để lại dấu ấn trên sàn đại sảnh chứng tỏ sự phẫn nộ đã đẩy nội lực của chàng lên tới hỏa đỉnh có thể khiến cho kinh mạch vỡ ra bất cứ lúc nào Hai hàm răng nghiến lại phát ra những âm thanh ken két, ánh mắt đỏ hoe. Bắt Nam Quyền Thạch Bảo Long cũng phải rúng động toàn thân. Thạch Bảo Long nghĩ thầm. Phải sát tử gã trước khi gã xuất thổ. Với ý niệm đó, Thạch Bảo Long vận động toàn bộ công lực. Khi quân hải vừa bước tới cách ý đúng một thoi quyền thì thét lớn. Nam xuống. Cùng với tiếng thét đó, quyền kinh của Thạch Bảo Long phát ra với 12 thành công lực. Gia công lần này, Thạch Bảo Long đã dụng tới tuyệt kỹ quyền phổ thất thượng quyền. Không cần tránh né cũng chẳng có chút trùng tay. Quân Hải đánh thẳng tới thoai quyền của Thạch Bảo Long bằng một trưởng với tất cả công lực của mình. Quyền và trưởng cùng đánh thẳng vào nhau. ầm Toàn thân quân Hải run bần bật và liên tiếp dùng mình. Nhưng bên kia Thạch Bảo Long đã phải tháo lùi năm bộ. Đôi song quyền của ý đã biến dạng trông thật là hãi hồng sắc diện của thạch bảo long tái nhợt tái nhạt và thoạt dùng mình một cái oại luôn một bộ máu vốn quân hải đã thông được hai đại huyệt sinh tử huyền quan nên công lực nhanh chóng chu chuyển theo những vòng tiểu chu thiên và đại chu thiên mà không cần phải vận công điều tức nên chỉ trong khoảnh khắc đã phục hồi nguyên nguyên chàng tiếp tục lửng lững bước tới sự thể hiển nhiên trước mặt khiến cho lý thái sư cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác còn Dương Thể Hà chẳng thể nào giữ được định tâm nữa Nên buột miệng nói Người là quỷ hay là ma Dương Thể Hà vừa nói vừa rời chiếc ngai phi thân đến đứng bên cạnh Lý Thái Sư Quân Hải bỏ thạch bảo long mà quay ngoắt lại Lý Thái Sư Khi chẳng định nhãn vào mặt Lý Thái Sư Thì nó cũng phải nheo mày bởi sát khí huyết nhãn của quân Hải Quân Hải dẫn bước về phía Lý Thái Sư Thiên Sơn Tứ Quái đồng loạt nước tới chặn chân quân Hải lá côn chỉ vào mặt quân hải Người quả thật hết muốn sống rồi cùng với câu nói đó cả bốn người thiên sơn tứ quái đồng loạt rút binh khí lá côn dụng đôi móc câu lá cân dụng đôi chủy lâm hành dụng đôi khoái đao còn nhạc bất tử thì dụng một sợi xích sắt kết nối với quả chủy gai lá côn hết lớn vung đôi móc câu bổ tới hai bờ vai quân hải cùng lúc với chiêu thế của lá côn thì lá cân vung chùy nện xuống đầu chẳng cả hai phối hợp tấn công bằng những chiêu thức sát nhân không khoan nhượng. Khi đôi móc cô trộp tới nhưng chưa kịp chạm vào y trang thì quân hải đã lắc người trao nghiêng để cho binh khí của lá côn sượt qua hai bên chẳng. Cùng với động tác đó thì chàng cũng ngã dạp xuống tránh đôi trụy của lá cân. Lá côn và lá cân công hụt quân hải toan thu hồi binh khí, thì quân hải bật lên như một cánh công thi triển luôn hai thế liên hoàn cước phản công nhanh không thể tưởng. Lá côn và lá cân giật mình, hoành ngang binh khí đón đỡ cước pháp của quân hải mặc dù cả hai phản xạ vô cùng nhanh nhưng vẫn chậm hơn quân hải một nhịp mũi dài của chàng đã thốc vào hồ khẩu cầm binh khí của lá cân và lá côn với chín thành công lực chát chát lá côn lá cân hứng chọn những thế cước liên hoàn của quân hải khiến cho hồ khẩu rát buốt không sao giữ được binh khí đôi chùy nặng năm năm mươi cân ấn đôi câu móc tuột khỏi tay lá côn và lá cân vô tình lướt thẳng về phía nam quyền Thạch Bảo Long. Tình huống đó xảy đến ngoài mọi dự kiến, cũng là lúc Thạch Bảo Long cũng vừa xong cuộc vận công điều tức để phục hồi chân lực. Họ Thạch vừa mở mắt thì thấy đôi trùy của lá cân vỗ thẳng vào mặt. Thạch Bảo Long thất kinh hét lớn. Tại sao? Y chỉ thốt được mỗi một câu hỏi cột lộn thì đôi chúy đã nện vỡ đầu rồi. Sau một tiếng bột khô khốc, thủ cấp của họ Thạch chẳng còn nữa. Gã ngã ngửa về sau Tứ chi dãy đành đạch bởi cái chết đến với y quá đột ngột và bất ngờ Cái chết của Thạch Bảo Long khiến cho lá cân lẫn lá côn sững sờ ngạch mặt Và khi hai người sực nghĩ tới quân hải Thì thần chết đã đặt lưỡi hái vào sinh mạng họ Nếu lá côn lá cân sững sờ bởi cái chết của Thạch Bảo Long Thì ngược lại quân hải chẳng mảy may quan tâm Bởi lẽ trong tận cùng tâm tưởng của chàng chỉ mỗi một chữ hận Bởi cái chết thảm của Châu Ngọc Dung Nương Tử sở sững sờ của lá côn lá cân khi chúng giật mình sực nhớ tới quân hải thì hay đạo tuyệt mạng chỉ với tất cả công lực đã điểm tới tam tinh chúng bục bục đến lượt lá côn lá cân nhận một cái chết cũng bất ngờ như thạch bảo long bởi chỉ pháp của quân hải quá nhanh và quá mãnh liệt sau hai tiếng bục khô khốc đó thủ cốc của hai gã họ lã cũng chẳng khác gì thạch bảo long chúng biến mất trước sự bàng hoàng của lâm hành và nhạc bất tử hai thi thể của lá côn lá cân nhảy tưng tưng vài lần rồi mới chịu đổ sầm xuống máu nhuộm thêm máu hận chất thêm hận giờ đây tinh nhãn của quân hải chẳng khác gì hay hòn than hồng rỉ máu tươi chỉ trong khoảnh khắc những đại cao thủ của lý thái sư biến thành những thây ma không hồn khiến cho lão căm phẫn tột cùng lý thái sư quát lớn tất cả hãy lùi lại mệnh lệnh từ chính miệng lý thái sư phát ra dù lâm hành lẫn nhạc bất tử có muốn sống chết một trận với quân hải cũng không được bởi như thế nào phản lệnh mà phản lệnh thì đồng nghĩa với cái chết đau đớn thống khổ vô cùng cả hai nhán hận lui bước về phía sau lý thái sư bước đến hai bộ quân hải bổn vương sẽ tự tay đưa ngươi theo châu ngọc dung quân hải đang trở vương ra ta không khách sáo đâu Lý Thái Sư gác chéo song thủ mà hai lưỡi câu liêm tạo ra một thứ âm thanh ghê giận nghe buốt cả cuộc sống. Lý Thái Sư vừa mài vừa nói, quân hải ngươi sẽ được chết một cái chết đau đớn nhất mà từ trước đến nay Lý Mỗ chưa từng cho ai nếm trải. Hãy xuất thủ đi đừng nhiều lời. Lý Thái Sư hờ nhạt một tiếng rồi lướt tới quân hải bằng một bộ pháp vô cùng tân kỷ. Cùng với bộ pháp đó song thủ cũng lia tới hai chiêu sát tử bằng hai lưỡi móc câu bén ngọt một lưỡi móc công kích vào vùng thượng đẳng còn tả câu thì chém xả vào đan điển đối phương thế công của lý thái sư quả nhiên là hiểm hóc và siêu phạm xuất chúng bắt đối phương phải thối bộ nếu không muốn bị hai lưỡi móc câu chém xả thành bốn khúc Quân Hải dù căm phẫn Lý Thái Sư đến tột cùng sau cái chết của Châu Ngọc Dung, nhưng trước thế công hiểm hóc của kẻ thù vẫn phải tháo lùi hai bộ đúng như ý của Lý Thái Sư chỉ chờ có thế lý thái sư mỉm cười nham hiểm nụ cười của lão vừa hé nở trên hai cánh môi mỏng dính thì cũng là lúc từ trên trần gian đại sảnh một chiếc lưới khổng lồ chụp xuống quân hải chiếc lưới xuất hiện chụp xuống hoàn toàn bất ngờ mà quân hải không sao kịp phản ứng chiếc lưới thép phủ gọn lấy chẳng khiến cho quân hải càng căm phẫn hơn bởi cái sách hạ đẳng đê tiện của lý thái sư chàng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì chiếc lưới càng thiết chặt lại hơn Quân Hải rít lên đê tiện. Trong khi chàng cam phẫn buột miệng rủa thì Lâm Hành lẫn nhạc bất tử chỉ chờ cơ hội tốt này là trả thù cho lá côn và lá cân. Cả hai nhanh như cắt tống thẳng vào quân hải bốn đạo kình với chín thành công lực. Hứng tròn bốn đạo kình của Lâm Hành và nhạc bất tử quân hải oại luôn một búm máu tươi. Nếu không có chiếc lưới thép thì với bốn đạo kình của Lâm Hành và nhạc bất tử có lẽ mạng chàng đã được gửi xuống A Tỷ rồi lý thái sư thấy lâm hành và nhạc bất tử bất ngờ tống trưởng lấy mạng quân hải trận mắt phẫn nộ quát các ngươi dám sự phẫn nộ của lý thái sư khiến cho lâm hành lẫn nhạc bất tử lúng túng cái giật mình quỳ mọt xuống trước mũi giày của tứ vương gia lâm hành lý nhí nói thuộc nhân biết lỗi xin tứ vương gia tha tội bất kính nhạc bất tử lý nhí nói vì cam phẫn tên quân hải đã giết hai sư huynh lã côn lã cân nên thuộc hạ mới phạm luật xin tứ vâng ra miễn thứ lý thái sư hờ nhạt một tiếng thở ra lão lườm hai gã còn lại trong thiên sơn tứ quái lạnh nhạt nói luật bất nghiêm thì sao có thể thành đại sự được lần này bổn vương tạm bỏ qua nhưng hai người hãy tự sở trước cho bổn vương thấy lâm hành dõng dạc nói tuân lệnh vương ra lâm hành quay lại nhạc bất tử rồi bất ngờ thẳng tay nện luôn một trưởng vào mặt họ nhạc bốp hứng cái tát của lâm hạnh miệng nhạc bất tử trào luôn một bộ máu cùng năm sáu chiếc răng lâm hạnh nói đến lượt đệ nhạc bất tử thở dài rồi vươn thẳng tay tát lâm hạnh chát cũng như nhạc bất tử lâm Hành phải chịu sự trừng phạt từ chính người sư đệ kết nghĩa đồng danh đồng tử với mình quân hải bị treo trên cây thập tử hai tay răng rộng hướng mặt ra biển lý thái sư ngắm nhìn chàng thờ ơ nói nắng và gió sẽ biến ngươi thành một bộ xương khô đó là sợ trừng phạt của bổn vương sau khi tổ thành đế nghiệp bổn vương sẽ trở lại đây chiêm ngưỡng kiệt tác của bổn vương biến dạng như thế nào lý vương gia vừa nói vừa vận công điểm chỉ vào ba mươi sáu đại huyệt theo tuyệt thức bát quái đoạn mạch. ngắm nhìn một lần nữa lý thái sư mới chắp tay sau lưng thong dong thả bước khoan tay bỏ đi mạc nhược hồng đến trước mặt quân hải nàng e lệ nhìn quân hải bằng ánh mắt đưa tình Gọi mời rồi thổ thị nói nhược Hồng tiếc cho Tiêu Huynh quá Đáng lý ra Tiêu Huynh phải biết nhìn xa trông rộng Chứ đâu thiện cận để rồi bị căng tay căng chân chờ chết như thế này Nàng chặt lưỡi Phải chi Tiêu Huynh thuận theo vương gia Thì giờ đây đôi ta hát chẳng chọn duyên chọn tình với nhau nhược Hồng sẽ nâng khăn sở túi cho Tiêu Huynh Chúng ta sẽ là một đôi uyên ương trai tại gái sách Nàng thở dài lắc đầu rồi bất ngờ vân Ngọc Thổ tới thoa má quân hải Nhật Hồng tiếc lắm, tiếc lắm. Quân Hải không đáp lời nàng mà dõi mắt nhìn ra khoảng trời mênh mông trước mặt. Nhật Hồng nói, sao tiêu đại ca không đáp lời vậy? Quân Hải vẫn khoác bộ mặt lạnh lùng dõi mắt nhìn ra khơi. Chàng tưởng nhớ đến Châu Ngọc Dung để khỏa lớp sự uất hận đang muốn phá tung từng thớ thịt trên cơ thể chàng. Nhật Hồng nói tiếp, tiêu huynh sao không nói? Tiêu huynh bị câm rồi à? Hay muội không xứng để tiêu huynh mở lời? Quân Hải thở hắt ra, bóng như Hồng nhòa đi trong tầm mắt của chàng. Một luồng gió từ ngoài khơi ập tới bới tung mái tóc Quân Hải để chúng sổ xuống che lớp mặt chàng. Tiêu huynh giống như một quái nhân kinh tởm, nhợt hồng nhún vai, khiếp lắm. Cùng với lời nói đó bất ngờ nàng cong ngón trỏ có chiếc móng nhọn hoắt vạch một đường dài trên má quân hải rồi cười khanh khách. Nhược Hồng vừa cười vừa nói. Như vậy càng kinh khiếp hơn. Nhược Hồng trước mắt tỏ thái độ khoan khoái trước vết rạch do nàng tạo ra trên má quân hải. Nhìn quân hải một lúc như đã hoàn toàn thỏa mãn rồi Nhược Hồng mới quay lưng bỏ đi. Tất cả mọi người lũ lượt bỏ đi hết. Chỉ còn lại mình chàng với cực hình trên cây thập tử đối diện với biển cả mênh mông bao la. Tiếng gió rì rầm, tiếng sóng vỗ vào gành đá ẩm ỉ. Hòa nhập với tâm trạng của quân hải để hóa thành tiếng thét phẫn nộ ai oán thời khắc dần trôi màn đêm phủ xuống cái nắng nóng không còn nữa mà thay vào đó là những cơn cuồng phong xe lạnh giá buốt ngỡ như muôn lưỡi kiếm vô hình chém xả vào da thịt quân hải trong quãi không gian mênh mông u ám và tàn khốc đó quân hải chìm tâm tưởng vào khoảng thời gian êm đềm thuở nào giữa chàng và nương tử châu ngọc dung khoảng thời gian đó đẹp mà quân hải không nghĩ có lúc mình phải mất nó để đón nhận hình cảnh này chàng như thấy ngọc dung từ ngoài khơi xa đang theo những con sóng biển tiến về phía chàng ngọc dung đứng trước mặt quân hải nàng thật là đẹp một cái đẹp đoan trang một cái đẹp thánh thiện mà chàng không thể tìm thấy được ở một nữ nhân nào khác ngọc dung nói tướng công quân hải những mắt buột miệng nói nương tử ngọc dung mỉm cười với chàng tướng công đừng chết nhé thiếp không muốn tướng công chết đâu nàng thoa nhẹ viết rạch trên má quân hải bàn tay của ngọc dung thật mềm mại tràn ngập sự chiều cảm yêu thương nàng lại mỉm cười nói thiếp biết tướng công sẽ không chết không an phận buông tay với nghịch cảnh tướng công có nghị lực có dũng khí để đầu đội trời chân đạp đất tướng công hãy ngước mặt nhìn lên để thấy vì sao bổn mạng của người đang tỏa sáng hai cánh môi khô khốc của quân hải nhích lên rồi kết điểm một nụ cười Ngụ cười đó nhanh chóng tắt đi khi xuất hiện bên cạnh Ngọc Dung là những kẻ đã giết nàng. Lý Thái Sư chém trẻ trên chiếc ngai. Còn Dương thể Hà thì trực chờ vươn trảo chộp lấy thủ cấp của Ngọc Dung. Quân Hải hãi hổng thét. Đừng, đừng, không, không. Tiếng thét của chàng vang vào không trung. Hòa cùng tiếng gió gào, tiếng sóng vỗ ẩm ỉ. Tiếng thét đau đớn của chàng không đủ uy lực chặn trảo công của Dương thể Hà và khi chảo công của dương thể hà chộp đến đỉnh đầu ngọc dung thì quân hải chỉ còn rú lên một tiếng khủng khiếp a à, tiếng rú của chàng như tiếng kêu gào ai oán cùng với sự biến mất của những hình ảnh vừa mới tái hiện trước mắt chàng quân hải ngỡ ngàng buột miệng nói ngọc dung muội đang ở đâu ta không muốn nàng chết ta không thể để cho nàng chết những lời nói đó bắt quân hải phải quay về với thực cảnh gió biển xe lạnh cắt vào da thịt chẳng Quân hải rít một luồng chân khí căng phòng lồng ngực, chẳng ngửi được mùi muối biển mặn mặn và cảm nhận được cái xót xa khi những đạo cuồng phong vô tình chụp xuống cơ thể mình. Quân hải gào lên, không ta không thể chết. Ý tưởng đó càng lúc càng thôi thúc quân hải bắt chàng phải vận công hóa giải bắt quái đoạn mạch của Lý Vương ra. Vốn quân hải đã tiếp thủ được tuyệt pháp di huyệt nên giờ đây chàng hóa giải bế huyệt đoạn mạch của Lý Thái Sư chẳng khó khăn gì cùng với ý tưởng sinh tồn là sự cuồng nộ trong tâm tưởng khiến công lực quân hải vận hành như cơn thác lũ trong kinh mạch chẳng sự đả thông ai huyệt sinh tử huyền quan càng lúc càng có tác dụng nếu như quân hải không đả thông ai đại huyệt đó mà công lực chu chuyển mãnh liệt thì đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi nhưng chính sự thông suốt đó mà nội khí càng lúc càng dâng đến điểm đỉnh toàn thân quân hải như có một lớp sương mờ bao bọc đó là hiện tượng của kẻ đã đạt đến cảnh giới lưu hỏa thuần thanh ngọc dung lại hiện ra trước mắt chàng tướng công lần xuất hiện này trong nàng thật tiểu tụy và thê thảm chính chiếc bóng tiểu tụy của ngọc dung bắt quân hải phải gầm thét a à, cùng với tiếng thét phẫn nộ ai oán tột cùng đó chân chàng nện vào cây thập tự rầm rắc cây thập tự gãy ngang ngã xuống bãi cát mịn màng nhìn lên bầu trời đêm bao la Đời những vị tinh tú như muôn ngàn những con mắt đang nhấp nháy nhìn mình quân hải tự nhủ đâu là vì sao của ngọc dung nàng đang ở đâu thở dốc từng cơn quân hải dồn tất cả nguyên khí để gịt tay mình hai ngọn tiểu đao ghìm bản thổ của chàng vào thân cây tạo ra một cái đau xé óc xé tim mồ hôi tuân đẫm mặt vì cái đau xé óc do đôi tiểu đao gây ra nhưng trong tâm tưởng quân hải vẫn cương nghị quyết định giật bản thổ mình cho dù tự biết làm như vậy thì mãi mãi mình sẽ là một phế nhân. Quân Hải bậm môi nương tử. Nếu như ta là phế nhân thì mối hận này sao trả được đây? Nhưng nếu ta không là phế nhân thì cũng là một bộ khô cốt gớm ghiếc trên bãi cát hoang vu này. Nương tử, ta phải làm gì đây? Ta hận mình là một kẻ vô dụng. Ta hận mình không chu toàn cho nàng. Nương tử, ta phải làm gì đây? Quân Hải nhắm mắt lại, trong tâm tưởng của chàng là một sự hỗn độn mù mịt. Ngự tiền thị vệ có cần ta giúp không? Giọng nói thật là nhu mì ấy ánh lọt vào tay quân hải chẳng mở to hai mắt hết cỡ bột miệng nói. Ai? Khuôn mặt khả ái thánh thiện và ngây thơ của tiểu linh linh đang nhướng mày nhìn chẳng. Linh linh nói. Ngự tiền thị vệ có muốn linh linh giúp không? Tại sao cô nương lại muốn giúp kẻ thù của cô nương? Đôi chân mày vòng nguyệt cong vút của Linh Linh thoạt cao lại sau khi quân hải vừa hỏi dứt lời. Nàng chớp mắt rồi hỏi Sao ngự tiền thị vệ lại là kẻ thù của Linh Linh Nàng lắc đầu Linh Linh đâu quay ngự tiền thị vệ là kẻ thù Cô nương không phải là người của Thánh Công Thánh Mẫu Dương Thể Hà à Đã sống tại tuyệt địa Thánh Công Thì Linh Linh phải là người thân tín của Thánh Mẫu Dương Thể Hà rồi Câu trả lời thẳng thắn không một chút ngọc ngừng của Linh Linh khiến quân hải sững sờ Đôi chân mày lưỡi kiếm của chàng nhướng cao nhìn Linh Linh chậm chậm. Thấy quân hải nhìn mình bằng ánh mắt như vậy Linh Linh buột miệng hỏi Sao người lại nhìn Linh Linh bằng ánh mắt đó Linh Linh lạ lắm ư Cô ngưng không lạ Nhưng tại hạ không muốn nhận sự ban ơn của người trong thánh cung Tại sao Cô ngưng chỉ biết vậy là được rồi Linh Linh nhau mày Nếu không có sự giúp đỡ của Linh Linh Thì nhất định ngự tiền thị vệ sẽ chết ở đây Nếu không muốn trở thành phế nhân vô dụng sống thừa quân hải nhìn lên bầu trời đầy những vị tinh tú vì muốn tránh ánh mắt của linh linh câu nhận xét của linh linh vừa rồi rất đúng với hiện trạng thực tại của chàng một thực tại dù muốn hay không chàng cũng cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của linh linh để có thể không trở thành phế nhân mà chả mới hận cho châu ngọc dung nhưng nếu nhận sự giúp đỡ của linh linh thì gián tiếp chàng đã mang ơn người của thánh cung rồi đây chàng sẽ xử như thế nào với cái ơn này quân hải nhìn lại linh linh đã biết quân hải là kẻ thù của thánh mẫu nương nương sao cô nương còn muốn cứu tại hạ linh ninh nhíu mày suy nghĩ một lúc sau nàng trả lời câu hỏi của quân hải ngự tiền thị vệ huynh hỏi rất đúng sao linh linh lại giúp cho kẻ thù của thánh cung thoát khỏi cái chết trước mắt chứ nhưng không giúp ngự tiền thị vệ thì không được sao lại không cô nương giúp tại hạ phải có nguyên cớ của nó linh ninh nhún vai lắc đầu chẳng có nguyên cớ gì cả và cũng chẳng ai sai khiến linh linh giúp cho người đâu mà tự tâm linh linh cảm thấy phải giúp người mặc dù linh linh thừa biết nếu chuyện này đến tay thánh mẫu dương thể hà thì trung nguyên chẳng còn đất sống cho linh linh nàng nói xong liền cúi xuống thộp vào chuôi ngọn tiểu đao rồi vận sức gịt nó lên gịt được một ngọn tiểu đao bên tay phải quân hải nàng thở vào một tiếng nói tiếp thật ra linh linh đã chứng kiến cảnh nương tử của ngự tiền thị vệ chết như thế nào và sự đau khổ của người khiến linh linh không cầm lòng được tất cả mọi người đều ác với tiêu thị vệ quá nên linh linh mới có hành động hôm nay quân hải tự rút ngọn tiểu đao còn lại và đứng lên máu vẫn đổ ra từ vết thương thắm đỏ hai bàn tay chàng linh linh lo lắng nói để linh linh đắp thuốc cầm máu lại cho ngựa tiền thị vệ quân hải nhìn vào lòng bàn tay mình nếu không có cô nương giúp thì e rằng đôi tay của tài hạ chẳng còn nguyên vẹn như thế này cái ơn hôm nay quân hải sẽ ghi tạc Nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp lại cô nương Linh Linh khoát tay ngự tiền thị vệ đừng nói vậy Linh Linh ngại lắm Không phải Linh Linh cứu người để bắt người phải đền ơn Linh Linh nhìn quân hải Hiện trạng của ngự tiền thị vệ lúc này chưa thể đi đâu được Hãy cứ quá vãng lại ít hôm ở tiểu giá của Linh Linh Chờ khi bình phục hẳn rồi hãy đi Thấy quân hải có vẻ lưỡng lự Mặt Linh Linh xa sẩm lại Tiêu thị vệ không muốn biết tiểu giá của Linh Linh à Không không tại hạ chỉ sợ làm phiền cô nương thôi Linh Linh mỉm cười nói Linh Linh biết tiêu thị vệ rất nóng lòng đi tầm thổ dở hận Nhưng với hiện trạng này thị vệ sao có thể đối phó với tất cả những cao thủ của Lý Vương gia Thị vệ tìm họ chỉ chuốc khoạ vào thân thôi Quân hải thở dài Linh Linh nói tiếp Tiêu thị vệ ra đi mà không màng đến nhìn qua mộ phần của nương tử người sao Nghe Linh Linh nhắc đến mộ phần của Ngọc Dung Quân Hải bồi hồi xúc động khẩn trương Cô nương Ngọc Dung được chôn cất ở đâu Bên cạnh tiểu xá của Linh Linh Quân Hải nhìn thẳng vào mắt nàng Ai đã chôn cất cho Ngọc Dung Cô nương ư Linh Linh gật đầu Ai cũng là phận nữ nhi mà Linh Linh đâu thể để mặc cho thi thể Ngọc Dung chịu mưa nắng Lệ anh hùng dịn ra khóe mắt Quân Hải phải bặm môi mới nén được nỗi xúc động Đang dâng trào trong tâm tưởng mình như đọc được ý nghĩ trong đầu quân hải linh linh nói tiêu thị vệ đừng quá nặng ơn nghĩa hãy đi theo linh linh đến mộ phần của ngọc dung quân hải gật đầu linh linh đưa chàng rời bãi biển theo một con đường mòn dẫn vào khu rừng tùng gian tiểu xá của linh linh được cất bằng những cây tùng trông thật xinh xắn linh linh quay sang quân hải nói đây là tiểu xá của linh linh cô nương cất tiểu xá này đẹp quá chắc mộ phần của ngọc dung cũng đẹp như tiểu xá của cô nương linh linh mỉm cười nàng dẫn quân hải ra phía sau tiểu xá nấm mộ của ngọc dung tọa lạc trên một thảm cỏ xanh mượt linh linh nói ngọc dung nương tử nằm ở đây quân hải từ từ tiến về phía nấm mộ vừa mới đắp chàng muốn gào lên hai tiếng ngọc dung nhưng cuống họng có cái gì đó chặn ngang khiến chàng không thốt được lên lời quân hải quỳ xuống trước mộ phần của ngọc dung mãi một lúc sau chàng mới nói được ngọc dung sao ông trời nữa chia cắt huynh và muội Hồi thứ ba mươi Đại khẩu đại nạn Tiểu vĩ Đang ngủ gà ngủ gật chợt nghe gọi tên mình Tiểu vĩ mở tròn mắt buột miệng thốt Ai gọi tiểu đại gia Vừa thốt xong câu đó Tiểu vĩ mới kịp nhận ra người gọi mình Chẳng ai khác mà chính là phi tiên hạ cơ Tiểu vĩ giật thoát ruột Gãi đầu giả lạ cười Y vừa cười vừa nói Ái chả tiểu vĩ mơ mơ màng màng Không biết ma ma gọi mình Hạ cơ hở nhạt nói Ngươi quạt cho ma ma ngủ hay ma ma canh chừng giấc ngủ của ngươi. Giọng nói của hạ cơ thật lạnh lùng khiến toàn thân tiểu vĩ nổi đầy gai ốc. Tiểu vĩ hối hạ nói. Tiểu vĩ đâu dám thất kính với ma ma. Tiểu vĩ phải quạt cho ma ma ngủ và còn phải canh chừng giấc ngủ để không một ai đến quấy dậy nữa. Ngươi nói thì hay nhưng sao ngươi lại ngủ kia chứ? Tiểu vĩ biết cái lỗi của mình nhưng lúc nãy nhìn ma ma tiểu vĩ chợt rơi vào một giấc mộng mà không thể dứt ra được. Hạ cơ cau mày Người cũng nằm mộng ư Tiểu vĩ gật đầu Tiểu vĩ là người hay mơ lắm Và mơ toàn những giấc mơ đẹp thôi Hạ cơ nhìn tiểu vĩ bằng ánh mắt xét nét Người mơ thấy gì Tiểu vĩ gãi đầu Một giấc mơ mà có nét từ giờ cho đến chết Tiểu vĩ cũng không thể nào mơ lại một lần nữa Vậy ư người ngươi có thể kể cho ma ma biết không Tiểu vĩ xoa tay Tất nhiên rồi Một khi ma ma ra lệnh thì tiểu vĩ sao dám cãi lời Ngươi kể giấc mơ của ngươi cho ma ma nghe đi Tiểu vĩ xin được khẩu đáp ma ma Y ngồi xuống cạnh phi tiên hạ cơ Tăng hắng lấy giọng rồi trầm trầm kể chuyện Trong giấc mộng tiểu vĩ nằm mơ thấy ma ma lúc còn xuân thì Hạ cơ cao mày Ngươi định nói gì vậy Dạ quả thật như giấc mộng của tiểu vĩ Thì lúc xuân thì ma ma là một trang gia nhân sắc nước hương trời Mà trên đời này chẳng có một nữ nhân thứ hai nào có thể sánh bằng hạ cơ cau mày những hai má thoạt đỏ hay hay vì thẹn ta là trang gia nhân tuyệt sắc rồi sao nữa lúc đó ma ma đẹp quá nên có rất nhiều nam nhân để mắt tới ma ma tiểu vĩ khoát tay hạ cơ nhìn tiểu vĩ ngươi làm gì vậy ma ma đuổi lúc nam nhân háo sắc đó như đuổi một bầy ruồi hạ cơ thoạt mỉm cười ngươi nói cũng có đúng đó tiểu vĩ cười giả lạ nói tiếp trong mắt xanh của ma ma chỉ cần vô danh khách Lý Cương ái trả. Lý Cương lão tiền bối bây giờ cũng là một trang phong lưu anh Tuấn khôi ngô võ công quán tuyệt không ai bị kịp. Ngươi nằm mơ mà xem ra giấc mơ của ngươi lại giống như chuyện thật ngoài đời. Giấc mơ của tiểu vĩ lúc nào cũng giống như thật à. Tiểu vĩ cao mày À ma ma với Lý Cương đúng là một đôi hiền khang lệ mà bất cứ đôi uyên ương nào trên giang hồ cũng đều thèm khát lý cương rất yêu thương ma 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 cũng rất yêu thương lý cương sau đó hai người hạ cơ nhìn tiểu vĩ ngươi biết lý cương bạc tình bạc nghĩa vì nghiệp lớn của họ lý mà còn mơ như vậy sao tiểu vĩ chắc lưỡi à không không tiểu vĩ chỉ mơ đến đoạn đầu thôi còn đoạn sau đang mơ tiếp thì bị ma ma đánh thức nếu ma ma không đánh thức tiểu vĩ thì chưa chắc giấc mơ đó đã đẹp như lúc đầu hạ cơ hừ nhạt một tiếng cái miệng của ngươi giả hoạt lắm đó tiểu vĩ quý mặt rửa thầm mộ già này chẳng hiểu gì hết đã đánh thức người ta dậy còn hoạnh hoẹ tiểu vĩ đã nịnh mụ mà mộ còn chửi ta chứ thấy tiểu vĩ cúi mặt hạ cơ nghiêm giọng nói ngẩng mặt lên đi tiểu vĩ bặm môi ngẩng mặt nhìn lên ma ma muốn sai bảo tiểu vĩ điều gì hạ cơ nhìn tiểu vĩ chằm chằm ma ma biết ngươi có thủ pháp vô cùng kỳ tuyệt phải không tiểu vĩ hí hửng nói ái trà, điều đó thì ma ma nói rất đúng thủ pháp của tiểu vĩ có một không ai trên giang hồ không một ai có thể sánh bằng hạ cơ mỉm cười nói thật vậy chứ mặt tiểu vĩ hếch lên nghênh ngang đáp lời nam tử đại trưởng phu tất phải trọng lời nói của mình huống chi tiểu vĩ là tiểu đại gia đỉnh thiên lập địa nghe tiểu vĩ nói hạ cơ bật cười khanh khách cắt chẳng cười phi tiên hạ cơ gật đầu khá lắm bộ tộc dạo năn có một tiểu hào hán đỉnh thiên lập địa như ngươi thật đáng khen tiểu vĩ ớn ngực tiểu vĩ chưa làm được gì đâu dám nhận lời khen của ma ma ngươi sẽ có dịp trổ tài nghe hạ cơ nói tiểu vĩ giật thoát ruột bụng nghĩ thầm con mụ này hành hạ mình chưa đủ hay sao giờ lại muốn bảo mình đi móc đồ của thiên hạ nữa ông trời sao không dám cho mộ một tia xét chết tươi cho mình rảnh nợ cái lão già vô danh khách kia cũng tệ bạc mình đã cứu lão mà lão lại bắn đứng mình cho mụ ma ma tham lam này. Mặc dù nghĩ vậy nhưng bề ngoài tiểu vĩ vẫn không lộ vẻ gì còn hớn hở nói. Ma ma muốn tiểu vĩ trổ tay để làm gì? Hồi sáng đi ngang qua bến thuyền ma ma thấy một con thuyền rất trăng nhã. Và chủ nhân con thuyền đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là thánh mẫu nương nương Dương Thể Hà. Nghe nói đến Dương Thể Hà tiểu vĩ giật mình buột miệng nói ma ma tiểu vĩ biết một này Người biết dương thể hà ư sao ngươi này có thể biết được ả chứ tiểu vĩ xoa tay biết chứ biết chứ vẻ ngoài của ả thì đúng là tuyệt sắc giai nhân nhưng bụng dạ như rắn độc không như ma ma đâu ma ma không so sánh ả với mình tiểu vĩ dùng vai cúi đầu lý nhĩ nói dạ ma ma dạy sao tiểu vĩ nghe vậy Người hãy nghe ta nói đây tiểu vĩ lý nhĩ nói ma ma cứ sai bảo ta muốn ngươi đến chiếc lô thuyền của Dương Thể Hà lấy bất cứ thứ gì quý giá nhất để dẫn ả à đến đây. Tiểu vĩ há hốc miệng, hạ cơ cao mày Ngươi sao vậy? Tiểu vĩ nhăn nhó nói. Tiểu vĩ đâu có sao nhưng... Nhưng sao? Ma ma. Miệng tiểu vĩ méo sạch, ngượng nhịu nói. Ma ma muốn dẫn tiểu vĩ đến cửa tử môn quan hay sao mà bắt tiểu vĩ đến lô thuyền chọc gạo một quỷ giữ Dương Thể Hà chứ? Mộ ta có võ công còn tiểu vĩ thì đuổi rồi không bay thế thì tiểu vĩ chết chắc rồi tiểu vĩ nhăn nhó tiểu vĩ chết không sao nhưng còn ma ma thì lấy ai mà hầu hạ ma ma hãy sai người khác đi ngươi vừa tự nhận mình là nam tử hảo hán đỉnh thiên lập địa giờ lại rụt cổ rút xương như một con rủa hay tiểu vĩ rủa thầm mộ có tham lam quá không sao lại bắt tiểu vĩ này dấn thân vào chỗ chết chứ Hạ cơ bất ngờ thộp đến hồ khẩu tiểu vĩ Ngươi chỉ cần dẫn dụ ả à đến đây Mama lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi Nếu ngươi không đi thì ngươi phải làm cho mama chuyện này Tiểu vĩ hối hả hỏi Dạ mama sai điều gì tiểu vĩ cũng làm hết Nhưng xin đừng bắt tiểu vĩ đến lâu truyền chọc gạo mụ dạ xoa kia Hạ cơ mỉm cười đi theo ta Hạ cơ dẫn tiểu vĩ đến chỗ hồ nước chỉ tay xuống hồ hạ cơ hỏi Ngươi thấy cái gì trong hồ nước này không Tiểu Vĩ nhìn một lúc rồi lắc đầu. Tiểu Vĩ đâu thấy con cá nào đâu. Không thấy cá nhưng thấy bóng của ta và ngươi chứ. Cái bóng thì thấy. Hạ cơ mỉm cười. Sau nụ cười đó bà ta bất ngờ thọc tay xuống nước. Song thủ của hạ cơ vừa chạm đến mặt nước thì một làng sương lạnh bút bốc lên. Song thủ của hạ cơ vẽ theo cái bóng của mình in trên mặt nước. Rồi từ từ dở lên một tảng băng theo đường vẽ đó. Hạ cơ trẻ tảng băng như đúc khuôn dáng của mình cho tiểu vĩ xem. Ma ma đã đưa bóng mình lên khỏi mặt nước. Tiểu vĩ vỗ tay. Hay quá, ma ma đúng là có thần công cái thế. Chỉ thọc tay xuống nước mà nước đã đóng băng. Tiểu vĩ khâm phục, khâm phục. Ma ma không cần lời khen của ngươi. Mà chỉ muốn ngươi làm đúng như ma ma lấy cái bóng của mình lên. Nếu ngươi không chịu đến khuấy động lâu thuyền của dương thể hạ. Tiểu vĩ há hốc miệng, ma ma tiểu vĩ sao làm được như ma ma nếu ngươi không làm được thì phải đến lô thuyền còn như không muốn đến thì phải lấy cái bóng mình lên khỏi mặt hồ nước tiểu vĩ đờ cả người sau câu nói của phi tiên hạ cơ với vẻ mặt khổ não tiểu vĩ vừa mếu vừa nói ma ma tiểu vĩ đâu thể làm được như ma ma ngươi sẽ làm được như ta nếu ngươi chịu đến lô thuyền dẫn dụ dương thể hà đến gặp ma ma nhưng hạ cơ cướp lại tiểu vĩ Ngươi chỉ có hai cách lựa chọn mà thôi. Một là ngươi ở lại bên hồ nước này vĩnh viễn để vuốt cái bóng của mình. Hai là đến lâu thuyền của Dương Thể Hà. Tiểu Vĩ gãi đầu. Ma Ma đã muốn Tiểu Vĩ chết thì Tiểu Vĩ chết cho Ma Ma mãn nguyện. Tiểu Vĩ nhăn nhó quay lưng toan bỏ đi nhưng phi tiên hạ cơ gọi giật lại. Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ quay lại nhìn hạ cơ. Hạ cơ nói. Ngươi không nên khoác bộ mặt khổ não đến lô thuyền của người ta như vậy bộ mặt của ngươi đâu sống là nam tử hán đỉnh thiên lập địa tiểu vĩ thở ra một tiếng dài thườn thượt vừa rủa thầm mộ già tham lam muốn người ta chết mà còn bày vẽ tiểu đại gia có cơ hội là chuẩn ngay hạ cơ như đọc được ý niệm trong đầu tiểu vĩ bà ta lạnh lùng nghiêm khắc nói tiểu vĩ ma ma lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi đó nếu ngươi dở trò bỏ trốn thì đừng trách ma ma Người đã biết khi kẻ bè dưới của bộ tộc dạ lan bất kính với kẻ bè trên thì chịu cực hình như thế nào rồi. Tiểu vĩ nghe hạ cơ hăm dọa giận quá toan quát mình chẳng phải là người của bộ tộc dạ lan. Nhưng khi chạm nhãn hạ cơ thì ý tưởng đó nhanh chóng biến mất. Tiểu vĩ lý nhí nói. Tiểu vĩ sẽ đến lâu thuyền nhưng xin mama đừng bỏ tiểu vĩ gặp hoạn nạn. Mama sẽ không bỏ ngươi đâu. Tiểu vĩ hỏi gần lại. Mama hứa chắc chứ. Ngươi hãy tin vào mama. Mama thế thì tiểu vĩ yên tâm rồi miệng thì nói thật ôn nhu nhưng bụng thì lại luôn rủa hạ cơ thở dài một tiếng nữa rồi y mới gượng nói tiểu vĩ cố gắng cười để gặp dương thể hà ngươi phải dẫn dụ dương thể hà đến gặp ma ma tiểu vĩ quay lưng bỏ đi y cảm tưởng dưới chân mình là hai quả trùy nặng nghìn cân khiến y không sao bước nổi mà chỉ lê gót thì đúng hơn sau khi đi khỏi tầm mắt của phi tiên hạ cơ tiểu vĩ mới quay lại ngếch mặt rủa cả cõi trung nguyên này chỉ có mấy mộ già mà loạn cả lên nằm khổ tiểu đại gia. Hồi thứ 31, cái tài của tiểu vĩ. Tiểu vĩ nhìn chiếc lâu thuyền thoáng một chút lưỡng lự lo lắng bổn trộn. Suy nghĩ một lúc tiểu vĩ toan tháo bộ quay bước nhưng chợt thấy thấp thoáng bóng phi tiên hạ cơ đành bọng gan bỏ ý tưởng đó. Tiểu vĩ nghĩ thầm. Mộ dương thể hà này còn dám mổ bụng của tử diện Diêm La thì với mình mộ dám lóc xương lắm. Với ý tưởng đó tiểu vĩ dùng mình toàn thân nổi đầy gai ốc. Mặc dù vậy tiểu vĩ cũng đâu còn phương cách nào khác để ly khai khỏi bến thuyền bởi phía sau là phi tiên hạ cơ. Bất giác y buông một tiếng thở dài thượn thượt. rít một hơi chân ngơn căng phòng lồng ngực để lấy dũng cảm tiểu vĩ bước xuống cầu thuyền rồi rõng giặc quát lớn. Bớ dương phu nhân, bớ dương phu nhân, người có biết tài hạ vì người mà tiểu đại gia sắp chết không dương thể hà cùng với tứ sắc tiên tử từ trong khoang thuyền bước ra đứng trên thuyền dương thể hà nhìn tiểu vĩ cáu gắt nói tiểu tử từ đâu đến mà làm kinh động lâu thuyền của bổn nương tiểu vĩ gãy đầu giả là vừa cười cầu tình vừa nói dương phu nhân không biết tiểu hài tử nhưng tiểu hài tử thì rất biết phu nhân thể hà nhau mày người biết bổn nương nếu tiểu hai tử không biết phu nhân thì sao dám lên lô thuyền kêu giáo chứ? Tiểu tử làm vậy có ích gì? Tiểu vĩ xoa tay suy ngẫm một thoáng rồi ôn nhu nói. Không giấu gì dương phu nhân. Tiểu tử vì sinh mạng của phu nhân mà mạo phạm dẫn bước đến lô thuyền quát tháo như vậy. thể hà xa sẩm mặt. Tiểu tử ấy định dở trò gì vậy hả? Dương phu nhân vốn là một trang tuyệt sắc giai nhân. Nên tiểu vĩ không nữ khoanh tay đứng nhìn kẻ lén nút toan hạ thủ người nên mới liều lĩnh đến đây tiểu vĩ bặm môi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp đứng dưới cầu thuyền nói chuyện không thiện phu nhân có thể cho tiểu hai tử bước lên khoang thuyền được chứ thẻ hai nhìn chăm chăm tiểu vĩ từ đầu đến chân tỏ thái độ dò xét rồi gật đầu tiểu tử có thể lên đây nói cho bổn nương biết ai muốn hạ thủ bổn nương tiểu vĩ thở phào một tiếng rồi bước lên lâu thuyền đảo mắt nhìn qua một lượt chiếc gièm kết bởi chùm hạt trầm tỏa mùi thơm thoang thoảng khiến tiểu vĩ bột miệng nói lâu thuyền của phu nhân đẹp quá thể hà lạnh nhạt nói bổn nương không cần người bình phẩm lâu thuyền mà muốn ngươi nói sự thật mục đích của ngươi đến đây làm gì tiểu vĩ nhìn thể hà trong đồng nghĩ con mộ này xem ra cũng đúng là một trang gia nhân nhưng cái đẹp bề ngoài của mộ lại che đậy phần tâm địa độc ác bên trong nếu mình không thật sự chứng kiến mộ lấy mạng tử diện diêm la lão tiền bối Thì đâu dám nghĩ mộ là ác phổ Tiểu vĩ tẳng hắn nói Có một mộ già tên nào phi tiên hạ cơ Toàn hành thổ sát tử phu nhân Thầy hà nghe tiểu vĩ nói trang trọng hẳn lên Phi tiên hạ cơ Tiểu tử gặp mộ ở đâu Tiểu hài tử vô tình nghe nén mộ Phi tiên hạ cơ bàn thảo với một gã sát tử Bộ tộc dạ lan tìm cách sát tử phu nhân bổ ngương muốn biết phi tiên hạ cơ Đang ở đâu Tiểu hoài tử thấy mộ lẳng vàng đâu đó quanh cầu thuyền này nên mới mạo phạm đến quấy nhiễu phu nhân để bẩm báo tin này. Người với bổn nương không quen không biết sao ngươi lại tốt với bổn nương như vậy. Tiểu vĩ gãi đầu nói. Chỉ cần nhìn chiếc lâu thuyền cùng phong thái của phu nhân, tiểu hoài tử có thể nhận xét người nào bậc trưởng thượng ngay thẳng. Còn mộ phi tiên hạ cơ đích thì là phường gian dảo tham lam nên tiểu hoài tử không thể biết chuyện mà khoanh tay đứng nhìn. Nói được câu đó sẵn dịp tiểu vĩ buông luôn một câu thoá mạ hạ cơ. Huyên thuyên mãi một lúc buộc thể hà phải ngăn lời ý lại. Thôi thôi tiểu tử chửi mùa hạ cơ như thế đủ rồi. Chưa đủ đâu tiểu hai tử cứ nhìn bộ mặt giả hoạt tham lam của mộ là phát tức anh ách rồi. Con mắt mộ thì thổ lộ láo liên đúng là phần gian dảo điêu hoa mà. Tiểu vĩ gái đầu nhìn thể hà nói tiếp. Phu nhân không biết mộ phi tiên hạ cơ còn đòi hủy dung nhan của phu nhân. Mộ nói sẽ tìm cách mổ bụng phu nhân như phu nhân đã từng moi ruột tử diện diêm la. Tiểu vĩ ngỡ đâu câu nói này của mình khiến cho thể hạ tức giận mà đi tìm phi tiên hạ cơ. Nhưng lời còn đọng trên môi thì bất ngờ thể hạ thi triển ngọc thủ biến hóa thành chảo chộp lấy gáy tiểu vĩ. Tiểu vĩ bị chộp gáy giật thoát ruột, thậm chí sắc diện cũng biến đổi tái nhật y hối hạ lý nhĩ nói phu nhân định làm gì tiểu hai tử vậy? Ngươi vừa nói bổn nương móc ruột tử diện Diêm La. Sao ngươi biết chuyện đó? Tiểu vĩ nghe thể hà hỏi toát mồ hôi lạnh tự trách thẩm mình Tiểu vĩ ngươi tự xưng là thiên hạ đệ nhất xảo quỷ thế mà không biết dừng đúng lúc ngươi thật là ngu. Tiểu vĩ nhìn lên thể hạ. Tiểu hài tử có biết gì đâu chỉ nghe phi tiên hạ cơ nói vậy thôi. Tiểu hài tử biết cái gì đều nói huệch tuyệt hết cho phu nhân nghe để người có cách đối phó với mộ gian giảo hạ cơ kia. thể hạ cao mày hạ cơ đâu phải là thần thánh ma quỷ mà biết chuyện ở nhà mồ chứ. Tiểu hai tử cũng không biết giải thích sao nữa, nhưng rõ ràng con nghe mộ giả hoạt đó nhắc đến cái tên tử diện diêm la mà. Tiểu vĩ chật vô tay, à thôi đúng rồi, đúng như thế nào. Nói ra sợ dương phu nhân không tin, cứ nói tin hay không bổn nương quyết định. Con mắt của mộ phi tiên hạ cơ tuy thổ lộ nhưng lại rất là tinh. Tinh đến độ một con ruồi bay ngang qua mộ cũng có thể biết là ruồi đực hay ruồi cái nữa. Tứ sắc tiên tử nghe tiểu vĩ nói phải bụp miệng nén cười. Tiểu vĩ nhớ mày nhìn thể hà nói tiếp. Với hạng người giả hoạt đó thì họ có con mắt tinh lắm chứ không như tiểu hải tử. Nếu tiểu hải tử có võ công thì không cần đến lâu thuyền này kinh động đến phu nhân. Mà đã tự tay mình dạy cho mộ giả hoạt kia một bài học để mộ không dám bén mảng đến làm phiền dương phu nhân thải hà buông chảo thủ khỏi gáy tiểu vĩ ngươi không biết võ công mà đến lâu thuyền bổ nương tạm thời tin ngươi thế ngươi muốn gì nào tiểu vĩ xoa tay tiểu hai tử được phu nhân tin là được rồi nhưng nếu phu nhân muốn ban thưởng vật gì tiểu vĩ lấy vật đó mà tuyệt nhiên không dám đòi hỏi miễn sau này nếu phu nhân có cần một gã hầu hạ thì nhớ đến tiểu hai tử là được rồi Thẻ hà gật đầu bổn nương sẽ nhớ đến tiểu tử nhưng trước khi trọng dụng ngươi bổn nương muốn thẩm chứng những gì ngươi nói có thật đúng hay không nếu tiểu hài tử nói sai thì xin trời chu đất diệt tiểu hài tử đi vậy phi tiên hạ cơ đang ở đâu mộ giả hoạt đó chắc đang quanh quẩn tại đây thôi nếu phu nhân muốn gặp mộ thì chỉ cần rời khỏi lâu thuyền này tất sẽ gặp thôi mà Thẻ hà gật đầu nếu đúng như ngươi nói thì bổn nương sẽ trọng dụng ngươi tạm thời ngươi ở lại lâu thuyền này chờ bổn nương về Tiểu vĩ trột dạ hỏi thể hạ Phu nhân đi lâu không Nếu không gặp phi tiên hạ cơ bổ nương sẽ quay lại ngay Lúc đó không biết ngươi sẽ nói với ta như thế nào Tiểu hai tử đang nói thì phải chịu trách nhiệm những gì mình nói mà Thẻ hạ nghiêm mặt quay sang tứ sắc tiên tử Một người ở lại ba người theo bổn nương Nhìn lại tiểu vĩ thể hạ nghiêm khắc nói Nếu tiểu tử dở thủ đoạn thì dòng sông này sẽ làm một chôn ngươi đó giọng nói của thể hà khiến tiểu vĩ rúng động hồi hộp nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh tiểu vĩ nghĩ thầm con mụ này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện giết người tâm thì nghĩ như vậy nhưng tiểu vĩ lại thốt lời khác tiểu hoài tử đã muốn hầu hạ phu nhân thì nào dám dở trò gì bổn ngưng chỉ tạm tin ngươi thôi nếu phu nhân còn hoài nghi tiểu hoài tử thì hãy cho tiểu hoài tử đi cùng với phu nhân thể hà khoát tay không cần thiết tiểu vĩ quẹt mép nếu phu nhân thấy không cần thiết Thì tiểu hai tử sẽ chờ phu nhân ở đây cho đến khi người về Tiểu vĩ rất loài ôm quyền sát thể hà nói Phu nhân bảo trọng Thể hà liếc tiểu vĩ lần nữa rồi mới quay bước đi Cùng với ba nàng trong tứ sắc tiên tử rời lâu thuyền Còn lại tiểu vĩ với một nàng trong tứ sắc tiên tử Tiểu vĩ liền võ vé bước đến bên nàng ta Cô nương Nàng lạnh nhạt nói Không được bước đến gần ta Xe giấy tai tiểu vĩ nói tại hạ muốn biết quý danh quý tính của quý nương để làm gì chẳng lẽ quý nương lạnh lùng như vậy sao chúng ta chờ dương phu nhân quay về mà không biết chừng nào phu nhân mới quay về thời gian chờ đợi buồn lắm tiểu vĩ thì lại thích nói chuyện với quý nương muốn nói chuyện với ta thì cứ gọi ta là xảo nhi tiểu vĩ vỗ tay xảo nhi tiểu vĩ chắc lưỡi rồi nói tại hạ từng đi khắp mọi nơi nhưng chưa từng nghe cái tên nào đẹp như cái tên xảo nhi của quý nương Sảo Nhi quả là cái tên có một không hai trên đời này. Sảo Nhi thiện đỏ mặt bởi lời khen của Tiểu Vĩ nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Người nói vậy có được ích gì. Tiểu Vĩ đâu cần gì mà chỉ thích cái tên của quý nương thôi. Tiểu Vĩ thối lại một bộ ngắm Sảo Nhi từ đầu đến chân. Ái chả tên đẹp người cũng đẹp. Sảo Nhi cô nương đúng là tài sắc vẹn toàn. Chắc chắn Dương Phu Nhân rất tin tưởng Sảo Nhi. Nên mới giao Sảo Nhi ở lại lâu thuyền canh chừng Tiểu Vĩ không sai vậy xảo nhi có thấy tiểu vĩ đáng canh chừng không rất đáng nghi ngờ tiểu vĩ gãy đầu xảo nhi nói vậy chứ một người không biết võ công như tiểu vĩ thì đâu đáng để cô nương để mắt đến tiểu vĩ nhìn vào khoang thuyền lâu thuyền này đẹp quá xảo nhi có thể cho tiểu vĩ nhìn qua một lượt được không được tại hạ biết mà xảo nhi cô nương rất tốt với tại hạ xảo nhi cho ngươi xem qua lâu thuyền nhưng người chạm tay đến bất cứ vật gì Thì cũng đều bị xảo nhi chặt tay Tiểu vĩ lẻ lưỡi Eo ôi tiểu vĩ sẽ không dám chạm vào bất cứ vật gì Để xảo nhi chặt tay tiểu vĩ Tiểu vĩ bước đến tấm rèm rồi quay lại xảo nhi Phiền quý nương vén rèm cho tiểu vĩ Sao người không tự vén rèm Tiểu vĩ xòe tay trước mặt xảo nhi Ấy sao được bởi tiểu vĩ chỉ có hai bàn tay mà chạm vào tấm rèm thì chúng vĩnh viễn từ giã cánh tay của tại hạ rồi tiểu vĩ vừa nói vừa nhăn nhó bộ mặt của tiểu vĩ bắt xảo nhi phải bật cười nàng vừa cười vừa vén rèm tiểu vĩ chui vào khoang thuyền mắt của tiểu vĩ đập thẳng vào chiếc túi da dê treo trên vách khoang thuyền vốn đã từng được tiêu quân hải trao cho giữ chiếc túi da dê đựng lục ngọc phật tiểu vĩ sao có thể quên được chiếc túi đó tiểu vĩ nhìn chiếc túi da dê rồi quay lại xảo nhi ở trong khoang thuyền này cái gì cũng đáng giá hết nhưng lại có một thứ trướng mắt được treo chỉnh ảnh không biết dương phu nhân có ý gì ngươi nói thứ gì tiểu vĩ chỉ chiếc túi da dê thì chiếc túi này đây chiếc túi đó tầm thường vậy nhưng đã có lúc chứa báu vật lục ngọc phật tiểu vĩ nheo mày lục ngọc phật nhún vai tiểu vĩ nói lục ngọc phật là cái gì sao nhi có thể cho tiểu vĩ biết được không ngươi không phải là người của võ lâm biết để làm gì ai chẳng tò mò hay sảo nhi cô nương sợ tiểu vĩ giờ thủ đoạn cướp báu vật trên lâu thuyền này mà ngươi có thể lấy được lục ngọc vật sao điều ngươi vừa nói còn khó hơn mò kim dưới đáy biển tiểu vĩ gieo lên khó như vậy thì tiểu vĩ không thể lấy được báu vật rồi sảo nhi quý nương có thể cho tiểu vĩ rửa mắt nhìn báu vật được không tiểu vĩ nhún vai xòe tay tiểu vĩ chỉ nhìn thôi chứ chẳng dám chạm đến báu vật đó đâu hai bàn tay của tiểu vĩ còn quý hơn báu vật lục ngọc phật nhiều trăm bàn tay của ngươi cũng không thể so sánh với lục ngọc phật vậy ư nó đáng giá nghìn lạng vàng rồi vô giá xảo nhi chỉ nói vậy thôi chứ trên đời này làm gì có báu vật vô giá báu vật vô giá ngoài sinh mạng ra chẳng có báu vật nào nữa một trăm mạng của ngươi cũng không thể sánh với lục ngọc phật ngay cả mạng của ngự tiền thị vệ tiêu quân hải cũng không sánh được với lục ngọc Phật. sảo nhi vừa rút lời tiểu Vĩ buông luôn một câu cọc lốc. Tại cái gã ngự tiền thị vệ đó ngu, tự đánh đồng bổn mạng mình với một vật vô tri vô giác mà thiên hạ cho là báu vật. Người không biết gì nên chỉ nói cản thôi. Tiểu Vĩ nhăn nhó, mắt thấy mới tin chứ tai nghe làm sao tin được. Xảo nhi thở hắt ra một tiếng. Được rồi, Xảo nhi sẽ cho người thấy. Nàng bước thẳng lại tấm rèm lụa màu hồng kéo tấm lụa lên. Dưới tấm rèm lụa là chiếc chắp mạ vàng, xảo nhi mở nắp chắp, vầng hào quang ngũ sắc lóe lên. Tiểu vĩ chồm lên nhìn vào trong chắp rồi chọc lưỡi nói. Theo tiểu vĩ thì cái chắp đáng giá hơn pho tượng kim thân Bồ Tát này. Xảo nhi cau mày sao ngươi nói vậy được chứ? Cái chắp bằng kim lượng chắc phải có giá hơn pho tượng nhỏ xíu kia rồi. Xảo nhi lắc đầu, ngươi đúng là chẳng biết gì cả. Nàng vào rất lời toan đẩy chóc lại Thì tiểu vĩ chợt ôm bụng mặt nhăn nhó méo sạch Quý nương nguy rồi Xảo như cao mày Nguy là sao tự dưng ngươi làm sao vậy Tiểu vĩ trợn mắt to hết cỡ lóc mắt nói Tiểu vĩ thấy kim lợn nên Nên một khi nhìn thấy kim lợn là bụng lại quặn đau khó chịu lắm Khó chịu lắm Tiểu vĩ vừa nói vừa ngồi thụp xuống gen Quý nương không kịp nữa rồi Không kịp nữa rồi Xảo như bối rối hẳn lên không kịp là sao ngươi dở cho gì vậy tiểu vĩ gượng gạo nhăn nhăn nhó nhó không kịp là không kịp tiểu vĩ không nén được nữa xảo như không hiểu ngươi muốn nói gì tiểu vĩ chỉ vào bụng mình và mỗi khi tiểu vĩ nhìn thấy kim lượng thật là phải phóng kim lượng giả mà chẳng lẽ lại phóng ra tại chỗ này sao xảo như trận ngờ cái hàng chân mày mỏng như lá liễu ngươi không được làm vậy lâu thuyền này là chỗ thâm nghiêm của dương phu nhân ngươi không thể làm vậy được nhưng những cái bụng của Tiểu Vĩ không chịu nghe theo mệnh lệnh của Dương Phu Nhân và Tiểu Vĩ. Ôi trời ơi, tại sao Tiểu Vĩ lại quên bắn mình tối kỵ với Kim Lượng chứ? Tiểu Vĩ vừa nói vừa nhăn mặt, xảo như lúng túng vô cùng. Để ta đẩy dèm lại thì ngươi không còn kỵ nữa chứ. Lỡ thế rồi thì không dừng lại được, không thể như thế được. Tiểu Vĩ trợn mắt, Tiểu Vĩ không nén được nữa chắc phải cho Kim Lượng giả ra quá. Xảo như khoát tay, khoan. Nàng nhìn tiểu vĩ mà hai má đỏ bừng vì thiện Mặc dù là một tứ sắc tiên tử Nhưng trước cảnh tượng trơ chẽn của tiểu vĩ Nàng cũng phải ngượng nghịu Tiểu vĩ chỉ tay ra phía sau Sau lâu thuyền chắc phải có chỗ Tiểu vĩ dáng bò ra phía sau khoang thuyền Xảo nhi bối rối gật đầu Ngươi dáng đi ra phía sau lâu thuyền Tiểu vĩ gật đầu Y bất thần trồm dậy chuối tới húc đầu vào xảo nhi Ôi cha sảo nhi cô nương tránh ra Vị tiểu vĩ húc bất ngờ Sảo nhi chới với nhưng cũng kịp giữ thăng bằng. Nàng có biết đâu động tác chuối người của tiểu vĩ chỉ là một động tác giả. Còn thủ pháp của y thì đã nhanh hơn chớp mắt chộp lấy lục ngọc Phật trong cháp rồi. Tiểu vĩ không ngờ bước lùi luôn ra phía sau khoang thuyền. Tướng đi của tiểu vĩ khiến Sảo nhi phải bật ra chẳng cười khanh khách giòn giã. Khi tiểu vĩ đi khuất hẳn phía sau lâu thuyền xảo nhi mới cắt được chẳng tiếu ngạo. Nàng lắc đầu nói. Nam Nhi làm gì mà kỳ cục như vậy Xảo nhiên lắc đầu dè biểu nói Nam tử như ngươi thật là chơ chén quá Vừa thốt xong câu đó Xảo nhi mới sực nhìn lại chiếc chắp đựng lục ngọc Phật Vầng hào quang ngũ sắc không còn thấy nữa Liền bật đứng dậy bước đến bên chắp Lục ngọc Phật chẳng còn ở trong chiếc chắp vàng Xảo nhi biến sắc phi thân ra sau khoang thuyền Quỷ tử xảo ngôn ngươi ở đâu Xảo nhi chẳng thấy bóng dáng trở vi đâu nữa Nàng trồm người nhìn xuống sông Tuyệt nhiên chẳng thấy tiểu vĩ đâu Sảo nhi hét lên Quỷ tử ngươi ở đâu mau xuất hiện trả lại cho Sảo nhi lục ngọc Phật Chỉ có tiếng vỗ lách trách của những lợn sóng vào be thuyền đáp lời này Vâng thưa quý vị và các bạn Trên đây đã kết thúc phần thứ 8 tiểu thuyết Giang hồ loạn nha môn của tác giả Ngoạ Long Sinh Nếu các bạn thấy hay Xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo